mỗi ngày. Bánh rán trứng phô mai, mượt, mềm, thơm nức. Mến chào quý khán giả đã quay trở lại với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Rồi, phần bánh của Minh Phương đâu? Đây. Chưa làm luôn hả? Lấy cái tô ra pha bột. Chúng ta sử dụng là bột bánh rán pha sẵn bữa sáng dinh dưỡng. 150ml nước cho vào. Và mình khuấy đều lên. Bây giờ thì rất là mịn màng rồi, đúng không? Bây giờ Minh Phương chuẩn bị giúp Long là lấy cái chảo để mình rán bánh nè. Có ngay. Ten ten ten, rán bánh thôi. Chảo cũng đã nóng rồi, bây giờ Long sẽ hạ nhiệt chảo để trước khi mình rán bánh. Tip nhỏ khi mà chúng ta rán bánh, đúng không? Để đúng rồi. Chiếc bánh rán có màu sắc đẹp. Sau khi đã hạ nhiệt phần chảo thì chúng ta sẽ đổ bột vào. Rất là tròn luôn. Bây giờ mình sẽ lật mặt bánh. Đẹp quá. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra. Đúng rồi. Wow, thơm quá. Đặc biệt là cái mùi bánh này rất là thơm mùi phô mai. Phô mai. Đúng không nào? Rồi, bánh bên mặt này cũng đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra. Đúng rồi. Bánh thì cũng đã xong rồi, bây giờ mình sẽ làm phần nhân. Nhờ Minh Phương giúp Long đánh trứng nha. Rồi. Long cho vào trứng một ít hạt nêm Ajinomoto gà. Rồi. Trong khi đó thì Long sẽ xào nhân. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ làm món bánh rán nhân mặn, đúng không nào? Nhân mặn. Mình cho đem ít dầu ăn. Long mới cho hành tây vào xào trước. Sau khi hành tây đã trong lại thì Long sẽ cho nấm rơm vào. Xào thơm nấm và hành tây giúp cho món ăn chúng ta thơm và ngọt hơn. Bây giờ mình sẽ cho phần trứng vào. Rồi. Nhẹ nhàng thôi. Chậm 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 chậm. Cái phần trứng vào. Đây giống như là cái kiểu trứng làm khuấy. Trứng khuấy, đúng không khuấy. Nào? Khi mà phần nhân gần chín thì mình sẽ cho phô mai vào. Phần phô mai này mình sẽ cắt sợi và cho vào trứng. Các bạn lưu ý chúng ta cho phô mai vào phần nhân, sau đó đảo nhanh tay và tắt bếp để phần nhân này có độ kết dính và ngon hơn. Khi mà phần nhân gần chín thì mình sẽ cho vào đây một ít ngò rí và tiêu. Đảo đều lên. Ô, cái phần phô mai nó đang chảy ra. Nó đang chảy ra rất là mịn. Và hấp dẫn. Mình Phương tắt bếp đây. Đúng rồi. Wow, nhìn cái phần nhân hấp dẫn của Hoàng Long ơi. Minh Phương nhìn đã mê rồi thì chắc chắn là các bạn nhỏ cũng sẽ rất là thích. Rồi, bây giờ mình sẽ dọn ra. Mình sẽ cho phần xà lách xoắn này lên. Mình tiếp tục cho thêm phần nhân lên. Bây giờ mình sẽ tới phần mayonnaise. Mayonnaise xong rồi, bây giờ tới cái phần tương cà nè. Rồi, mình sẽ đặt lên đây. Và cái còn lại thì điệu đà hơn chút đi ha. Điệu đà hơn chút đúng không? Mình thêm chút mayonnaise nữa được không? Tại Phương rất là thích ăn cái độ béo béo của mayonnaise. Rồi, nhưng mà bắt ở trên nha. Bắt ở trên luôn ha. Biết đâu mà vừa trang trí, vừa ngon mà lại đẹp. Rồi, đặt lên đây một ít phút lũi nè. Để tạo nên một bữa hàng chỉnh thì Long nghĩ là món này mình phải kết hợp với lại món trà sữa gạo rang hạt matcha. Bánh rán mượt mềm và hơi xôm xốp, nhân trứng phô mai vàng tươi, xà lách xanh non lấp la lấp ló, mayonnaise và tương cà uốn lượn đan xen. Một món ăn, chao ôi, là ngon và dinh dưỡng.